Ok, và Bellfire, Perfect Gear. Rồi và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của tao Buster. Và hôm nay chúng ta sẽ có một con Baby Bird Quad Strike. Nhưng mà yep, như bạn thấy đi, full gear ha. Bellfire, kiểu Bellfire mà bản thường nhưng mà play device và có tất cả các gear ở trên Takaratomy đã được bỏ qua con bay này. Thì hôm nay tôi sẽ review con này và test xem cái sức mạnh của nó như thế nào ha. Ok, let's go. Rồi thì đầu tiên chúng ta sẽ có một cái core này là core Belial. Thì cái con này mình sẽ lấy ở trong con Belial màu trắng ha, mình đã có review trên kênh channel mình rồi, thì bạn nào muốn coi thì cứ lục lại mà coi ha. Thì đây là con Bellfire, chứ không phải là Belial nữa. Đó, thì đây là con Bellfire và B7 ha. Ừ, à, trong cái phần Baby Bird Watch Drive thì mình sẽ lấy cái core này qua cho cái con device lần này để mà mình mod ha. Nó cũng thuộc dạng là mod đâu, tại vì mình gắn vô là mình chơi thôi à. Đó, là những cái chi tiết, những cái part ở đây. Đó, mình chỉ cần gắn vô và chơi thôi. Và đây là cái core Belial, cái này nó cũng không có gì lạ ha. Ok, next one thì chúng ta sẽ có một cái play, đây là play device. Thì cái play này mình sẽ lấy ở trong con device Excalius. Cái play device này thì thuộc dạng là một cái play tấn công, nhưng mà nó có màu tím thì tôi cảm giác cái này nó khá là hợp ha. Ở đây cũng có mấy cái chi tiết màu tím nè, cho nên là tôi sẽ bỏ qua cái play device Excalius này. Mình sẽ lấy cái này ở trong cái bộ con Excalius với lại con Valkyrie á. Lát hồi tôi sẽ bỏ lên cái Stadium Light này luôn để xem coi nó phát sáng như thế nào nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái Hard Gear này thì mình có thể lấy trong cái bộ của con Hyperion với lại Helios. Thì mình có thể lấy trong đó và mình bỏ vô đây được nha các bạn. Kiểu là nó bỏ vô đây nó khích kịch luôn ấy. Đó, cái này nè, nó bỏ vô đây là nó kiểu nó rất là fit luôn ấy. Cho nên là nếu bạn nào muốn chơi giống tôi thì cứ đây, bỏ cái hack gear này vào đây là xong. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có một cái gear khác, đó chính là A gear ha. Thì cái gear này là gear Achilles. Ok, thì cái bộ này mình sẽ lấy trong con set Achilles nha các bạn. Thì bạn mua cái bộ set Achilles, một cái bộ nó trong đó nó có thêm hai con bay nữa thì mình sẽ có được cái A gear này. Cái này thì mình muốn bỏ vô thì mình phải mod nhẹ một xíu ở cái phần Gravity Ring. Đây là cái Gravity Ring ha của cái con device Excalius. Đây. Đó. Thì cái này mình chỉ cần cắt nhẹ cái phần này ra. Đó, và mình sẽ bỏ vô cái A gear này để cho nó cố định lại. Nếu không á, mà mình bỏ vô mà mình không có cắt nó đi, mình không có mod nó lại á, thì cái này nó sẽ bị rung rinh, cho nên là nó sẽ khó để mình nhét vào cái con Bellfire của mình hơn. Cho nên là bắt buộc mình phải mod nhẹ lại phần này nha. Rồi, và đi gear thì mình sẽ lấy trong cái bộ Dragon, nó cũng giống như mấy con như là Fafnir thôi. Đó, thì cái này mình sẽ có một cái đi gear, cái chức năng của nó giống như là cái disc của con Dragon, cái bản Ace Dragon á. Đó, giống như cái disc này trang à. Đó, nhưng mà nó không có cái độ lò xo để mà bật qua bật lại thôi. Nó gắn vô cái disc Nexus. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần driver. Thì driver này cũng là lấy từ con device Excalius ha. Ở trong này nó sẽ là một cái driver là Jolt. Cho nên là đây thì tôi sẽ bỏ cái VS kia vào. Như bạn thấy ha, bỏ nó vừa khít luôn. Đó, cái phần này nè, bỏ nó vừa khít vô cái VS gear luôn. Cho nên là bạn nào mà muốn chơi cái này thì tháo cái armor tip của cái này ra và bỏ cái VS gear vào đây. Đó, thì bạn sẽ có được một cái VS gear mod như thế này. Nó cũng giống như một cái armor tip vậy. Đó, nó tăng cái độ life death hơn. Và cái phần này nó sẽ là phần tấn công chính của con Beyblade chúng ta ha. Ok, và bây giờ tôi sẽ wrap nó lại để xem coi cái con này nó đẹp như thế nào ha. Tôi sẽ wrap từng cái chi tiết này vô luôn. Xem nhé. Ok thưa các bạn, và đây chính là Perfect Divine Belial Hasbro nha bạn. Cái con này Hasbro mà mod được cái gear của TT vô á, thì nó cũng là một cái gì đó rất là kiểu đột phá. Thì cái này nói chung thì cái này nó cũng dễ thôi. Thì bạn nào mà kiểu biết mod á, thì cần bỏ ráp vô vậy là xong rồi đó. Thì nó như Jin vậy á, nó không có mình không cần kiểu phát chế cái gì trên cái con bay đâu. Mình chỉ cần là cắt nhẹ cái armor là xong. Đó, như bạn thấy ha, thì tôi nghĩ cái chi tiết phát sáng của nó sẽ là cái chi tiết này nè, sẽ lò ra ở đây nè, nó sẽ phát sáng lên đây. Và theo như tôi đánh giá thì con này cũng được, cũng đẹp. Nhìn nó cũng nó không có hamburger như là cái con cũ cho lắm, nhưng mà nhìn nó cũng được. Ok, và như các bạn thấy phần cái hard gear ha, nó fit rất là ổn luôn, kiểu đó rất là fit luôn á. Đó, như mình bỏ cái armor vô thôi, nhưng mà cái armor này thì mình đã bỏ ra, mình sẽ lấy cái armor này mình mod một xíu cho con Achilles. Đó, nó sẽ khóa cái này lại cho nó không có bị xúc xích nhiều. Thấy chưa? Nó sẽ khóa lại luôn.
đó, và đi kia rất là tốt, VS gear và rất là fit nha. Nó chỉ lú đúng cái tip này ra, nếu mà lái test á thì cái phần này nó sẽ cả xuống nè đó, hoặc là phóng nghiêng thì cái phần này nó sẽ cả xuống và lái test nó sẽ có, và cái phần này nó sẽ ló ra để mà cho nó tấn công, để thêm một xíu gì đó gọi là stamina nữa đó. Cho nên là cái con này tôi gần như tôi build là hoàn hảo rồi đó, và maybe thì tôi nghĩ là tôi làm con này đầu tiên. Yeah, maybe. Ok, và bây giờ mình sẽ test spin con này xem coi nó quay đẹp như thế nào nha. Let's go. Ok, test spin time. 3, 2, 1, go. Ôi, có tấn công kìa. Rất là ok luôn nha các bạn. Như bạn thấy ha, chạy rất là đều, rất là mượt, không có bị mất cân bằng. Nói chung là một con bay tôi tạo ra cũng được chứ bộ. Nếu quay thì cũng đẹp á, cũng màu hồng, màu này, màu nọ, nói chung là nhìn cũng được, không bị mất cân bằng, thật sự nó không bị mất cân bằng. Và lát hồi tôi sẽ cùng đem đi test thử những con bay Quad Drive khác để xem coi nó như thế nào nha. Và test luôn cái đèn coi, xem con này nó có phát sáng được hay không. Ok. Yes sir, Belial. Ok, và đây sẽ là the moment of truth để xem coi Belial chúng ta phát sáng như thế nào nha. 3, 2, 1, go. Wow. Ui, nó phát sáng cả cái play luôn ấy. Đó, thấy không, như các bạn thấy tôi nói không, cái chi tiết màu hồng ở đây nó sẽ phát sáng nè. Phát sáng cả cái play màu tím nè. Và cái driver cũng phát sáng luôn nè. Khá là đẹp ha. Còn cái phần cái đi gear á bạn, cái đi gear ở đây á, tôi thấy nó sẽ nó phát một cái ánh kiểu cái màu của nó hơi bị xanh lá xíu, nếu mà nhìn bằng mắt thường ha. A-gear thì nó không có màu. Còn như ở đây thì nguyên một cái dòng màu tím nè, nó sẽ phát sáng. Cái phần màu hồng này nó sẽ phát sáng, và cái core sẽ phát sáng hơi bị xanh da trời nhẹ một xíu. Mình sẽ zoom lại cho bạn xem ha. Đó, như cái phần này là bạn thấy không? Đó, nó hơi xanh da trời nhẹ một xíu, còn phần này nó sẽ phát sáng nguyên cái luôn. Còn đây là cái phần đi gear ha. Đi gear chúng ta nó sẽ hơi bị ám qua màu xanh lá một xíu, và cái driver nó sẽ phát sáng. Tuyệt vời. Đây là những con bay tôi sẽ test spin ngày hôm nay. Ok, cặp đấu đầu tiên Spriggan vs Belfire. Let's go. Go shoot. Wow. Để xem coi Spriggan nó có làm gì được không. Spriggan đang spin still thôi các bạn. Spriggan cái màu khá là đẹp ha, nhưng mà để xem coi. Spriggan đã thua. Là cái đẹp kinh khủng. Ok, ready, 3, 2, 1, go shoot. Big smack attack. Kiểu cái con Belfire nó nặng quá, thành ra con Spriggan nó đẩy không nổi luôn các bạn. Nó khá là nặng luôn á. Và Spriggan lại thua. Cái tiếp theo, Pandora, let's go. 3, 2, 1, go shoot. Shoot. Để xem con Belfire có làm gì được Pandora hay không. Đây là trận chiến trong anime ha. Đó. Rồi, Pandora là người chiến thắng. 3, 2, 1, go shoot. Go shoot. Phải lấy cái thay mặt ủi nè. Con này nó kiểu nó ủi ngon cực luôn ấy. Đây rồi. Và Belfire là người chiến thắng. Wow. Ok, những thứ ba. 3, 2, 1, go shoot. Go shoot. Ôi, một cái giả khá là mạnh vô phần gameplay của con Pandora luôn các bạn. Đẹp quá. Để xem coi Pandora hay là Belfire là người chiến thắng đây. Và Belfire lại chiến thắng. Kinh khủng. Ok, và đây là một con bay defense. Bay defense Kirby's ha. Để chúng ta đấu thử với lại Belfire để xem coi hai con này con nào ghê nhất nha. Let's go. 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 Belfire tấn công khá là gắt vô cái con Kirby's luôn, nhưng mà tôi không biết, để coi Kirby's tôi nghĩ là stamina nó sẽ cao hơn, mà nó trụ hơn là con Belfire. Đó, như bạn thấy đó. Cái phần stamina của Kirby's rất là tốt nha. Dạ. Đánh giá cao, đánh giá cao. 3, 2, 1, go shoot. Go shoot. Ôi, Belfire nó cả sàn kinh khủng luôn. Nhưng mà cả sàn đồng nghĩa với việc dễ mất stamina ha. Và Belfire là người chiến thắng. Yes sir. 3, 2, 1, go shoot. 3, 2, 1, go shoot. Ôi. Đánh Kirby's dễ thương luôn. Và Belfire lại là người chiến thắng. Rồi, và các bạn nghĩ sao về con Belfire này? Riêng tôi thấy nha, tôi đã tạo ra một con quái vật. Cái con Kirby's nó defend cỡ đó mà đánh mà còn thua nó luôn á, thì các bạn phải hiểu là con Belfire này nó mạnh kinh khủng như thế nào ha. Và nó đang xài gear của Takara Tomy.
cái gear mà ta nói là thuộc dạng là đắt đỏ nhất và nó cũng thuộc dạng là mạnh kinh khủng nhất. Nó có kim loại nè, nó có rất là nhiều lớp nè, đó, thấy chưa? Còn cái bản mà cái gear của Hasbro á, nó đúc nhựa luôn chứ nó không có gắn từng cái vô. Đó, thì chuẩn bị nó release ra cái bộ đó đó. Thì có gì nếu mà tôi mua được thì tôi sẽ review cho bạn xem. Còn riêng cái về cái phần này á, con này là con mod. Thì nó mod theo kiểu là mình chỉ cần bỏ những cái gear chính của Takara Tomy vô thôi. Còn cái con kia thì nó sẽ là, nó theo kiểu là nó đúc nhựa hết rồi cho nên là cũng hơi chán ha. Còn cái con này thì đó, như bạn thấy đó, nó sẽ mod hoàn toàn vô luôn. Và rất là đẹp. Ok, và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video này. Nếu thích nó thì hãy cho tôi một like và một subscribe bên dưới nha. Ngoài ra đừng quên bấm vô cái chuông để nhận những cái video mới nhất từ tôi nhé. Còn bây giờ, chào, peace out.